Thưa quý vị, vào chiều ngày 12 tháng 12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản đề nghị các tỉnh từ Quảng Bình đến Cà Mau chủ động các phương án ứng phó bão có khả năng đi vào Biển Đông. Những cơn bão cuối mùa thường phức tạp và khó lường nên các địa phương cần phải chủ động ứng phó ngay từ sớm. Cơ quan khí tượng dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 16 đến ngày 17 tháng 12, bão đi vào khu vực Nam Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021, ảnh hưởng đến khu vực giữa và Nam Biển Đông. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, nhất là các tỉnh vừa chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả, đồng thời rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động khai thác trên biển và ven biển.